À, dạ vâng, Song Thành Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Rất vui mừng khi được gặp lại các bác trong video clip của ngày hôm nay. Một video clip đầu tiên trong năm mới 2022. Vâng, em Đạt Trần rất cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh bên em trong suốt những cái thời gian vừa qua. Và cũng rất là mong các bác sẽ mãi luôn đồng hành cùng với em. Và trong video clip đầu tiên của năm mới 2022, em Đạt Trần sẽ lên sóng cho các bác hai cặp loa rất hot luôn. Đây là hai cặp loa Anh Quốc, nó có những cái nét tương đồng nhất định với nhau. Và em sẽ lên sóng cùng một lúc để các bác có thể có sự so sánh cũng như là trải nghiệm cả hai cặp loa BBK và với cặp bến sau Đạt Trần ngày hôm nay. Hai cặp loa đến từ thứ hai thương hiệu nổi tiếng bậc nhất của Anh Quốc, những cái dòng sản phẩm Anh Nòi, và một cặp loa BBK DM603 và một cặp loa Tannoy DC2000 thưa các bác. Và hai cặp loa được thiết kế rất đẹp, nó mang những cái nét phong cách riêng khá là độc đáo. Đầu tiên thì em sẽ nói đến cặp loa Tannoy DC2000 trước. Và cái loa Tannoy DC2000 là một cái dòng loa quý tộc của Anh Quốc. Rất hiếm những cái dòng sản phẩm tầm trung của Tannoy với cái tầm giá khoảng mười mấy triệu mà cho ra được cái chất âm hay như cái cặp loa Tannoy này. Cái loa Tannoy DC2000 được thiết kế với một cái loa bass có đường kính 20, sử dụng màng carbon gần cao su, một loa mid 20cm và một cái loa chép còi đồng trục. Vâng. Một trong những cái công nghệ bậc nhất của Tannoy đó là loa đồng trục, và thì đã được ứng dụng trên cặp DC2000 này rồi. Các bác có thể thấy đây là hai cái loa mix bass đấy, thiết kế rất đẹp. Ở trên các cái kiềng loa thì có những cái đường viền màu xanh đấy, tạo nên cái nét khác biệt của cái cặp loa này. Và các bác nhìn thấy cái tem loa ở phía dưới cũng là cái màu xanh thưa các bác. Thiết kế thì khá là đẹp. Và tiếp theo thì ở giữa đó là cặp loa BBK DM603. 603 là một cái cặp loa khá là thành công của hãng, với thiết kế một cái loa bass có cái đường kính là 18cm, một loa mid 18cm, toàn bộ các cái driver sử dụng gân cao su zin thưa các bác. Loa mid thì được riêng cái loa mid thì màng loa được làm bằng sợi Kevlar, một trong những cái vật liệu rất là quý. Vâng, vật liệu rất là quý. Ngày xưa thì trong thời chiến thì người ta ứng dụng vào để sản xuất áo giáp chống đạn. Vâng, vật liệu rất là bền. Và trong những ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển thì họ lại ứng dụng nên sản xuất nên màng loa. Vâng, trên những cái dòng loa cao cấp của BBK, một số các cái dòng loa của Pháp họ cũng sử dụng cái màng Kevlar này. Tiếp theo thì phía trên của cặp BBK sẽ có một cái loa chép dom màu vàng gold, hình thức còn rất đẹp và cái logo của BBK đang hiện hữu ở trên đấy thưa các bác. Mời các bác chúng ta sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát kỹ hơn. Hai cặp loa này sau là trần về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản thưa các bác. Hai cặp loa này sau là trần về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Và nhìn vào đây, vóc dáng đây thì các bác cũng có thể cân nhắc được rồi. Nè, cái cặp DC2000 thì nó chiều cao của nó là nó sẽ thấp hơn là cái cặp BBK. Tuy nhiên thì cái chiều ngang của nó lại lớn hơn, đấy, trông nó bệ vệ hơn. Còn cặp BBK thì trông nó lại thanh thoát hơn. Đấy, các bác thích cặp nào thì các bác chơi cặp đấy. Còn ngoài ra thì hai cặp này đều về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tuyến loa của cặp BBK. Cặp BBK này thì nó có cái mặt nhựa rất đẹp, có những cái họa tiết ở đây, có tác dụng là hiệu ứng âm thanh, tiêu tán âm thanh cực kỳ là tốt. Model BBK này, một cái loa chép vàng gold, một cái loa chép vàng gold, còn căng mọng nhá, đấy, còn căng mọng, không một chảy xước. Loa mid sử dụng màng Kevlar, đấy, loa mid sử dụng màng Kevlar, gân cao su zin, rốn là rốn cao su zin. Tiếp theo thì cái loa bass cũng thế, rốn cao su zin. Ở dưới đây thì chúng ta cũng có thể thấy là tuyến loa đẹp và căng mọng, toàn bộ ốc này chưa tháo khỏi khối thùng này. Đấy.
có một cái lỗ thông hơi ở giữa. Còn đây là cặp loa Tannoy DC2000, hãng họ sử dụng công nghệ đồng trục nổi tiếng của hãng. Hình thức thì em này cũng còn rất đẹp, ốc nhái chưa tháo khỏi khối thùng, hàng về còn nguyên bụi bẩn. Đấy, em sẽ lau chùi kỹ trước khi giao cho các bác. Hình thức rất đẹp, phía dưới thì cũng có tem của Tannoy. Đấy, thùng vách góc cạnh của cả hai cặp em mời các bác chúng ta cùng xem. Hai cặp loa này thì được thiết kế với vỏ simili với cái vân gỗ màu đen cũng khá là nổi bật. Hình thức của nó thì còn rất đẹp, tiếng loa căng mọng. Và chúng ta sẽ cùng xem phía đằng sau kết cấu của cả hai cặp loa này. Đối với cặp loa Tannoy DC2000, mời quá chúng ta cùng nghe xem. Những cái dòng sản phẩm này được sản xuất tại chính quốc đất nước Anh các bác nhé. Phần cọc loa cắm bắp chuối và đánh được big white. Đây, tiếp theo thì phần cọc loa của BMW kép đây. Đấy, cũng là sản xuất tại Anh Quốc luôn. Đầy đủ cọc loa, cầu loa, cả hai cặp. Phần thùng hậu đây, rất đẹp, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì em sẽ quay cho các bác cái phần lưới dây căng của cả hai cặp loa. Đây, BMW kép đây, còn đầy đủ logo, tem mác. Ở đây là dây căng của Tannoy, cũng còn đầy đủ logo, tem mác. Đấy. Bây giờ thì sở dĩ em có cái clip mà test cả hai cái cặp loa cùng một lúc này, bởi vì là đây là hai cặp loa, thứ nhất là đến cùng một xuất xứ và đó là Anh Quốc, thứ hai là cái chất âm của nó thì cũng có nhiều cái nét tương đồng. Nhưng cái cặp loa Anh Quốc thì thường rất là mềm mại, tiếng sâu lắng và tròn trịa. Và đặc biệt hai cặp loa này hôm nay Shop Đạt Trần sẽ bán cho các bác một cái mức giá đồng giá luôn, 15 triệu đồng cho một cặp. Các bác có nhu cầu cặp nào hãy alo trực tiếp cho em Shop Đạt Trần với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Mời các bác chúng ta hãy đeo tai phone và để thưởng thức. Em đang test trên cặp Tannoy DC2000, lát nữa thì em sẽ test trên cặp BMW kép nhé. Mời các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng rất là mềm mại, chi tiết sạch sẽ, đặc biệt là quá là ngọt. Đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bìm rịn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nghe, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi... Vâng, và bây giờ mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chất âm của cặp BMW kép DM603. Hai cặp loa này thì shop có mức giá bán đồng giá nhau. Yeah.
Vâng, em đã bắt đầu cắm sang cặp BB kép nhé. Các bác có cái sự đánh giá và trải nghiệm cả hai cặp loa này thế nào? Mời các bác hãy để lại comment ở phía dưới cho anh em được biết. Hôm nay thì đầu xuân, đầu năm mới 2022 thì bên em bán hai cặp với cái mức giá rất là tốt, 15 triệu đồng cho một cặp. Và những cái dòng loa Anh Quốc này không phải lúc nào cũng có hàng. Và năm nay thì do ảnh hưởng của dịch bệnh rất là ít những cái model này có thể về được. Hôm nay về được hai cặp này thì cùng một lúc thực sự là rất là quý. Anh em nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em đặt trần với số máy 0983586968. Shop có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Xuất sắc và chất âm thuộc cái dòng đẳng cấp cao với mức giá bán 15 triệu đồng cho cặp loa Anh Quốc. Các bác có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em đặt trần, số điện thoại 0983586968. Thưa các bác, shop bên em với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.